mà loại tiêu hóa chức năng thì có cái phần trình bày về định nghĩa cũng như là các tiêu chuẩn. Ở đây thì các bạn nghe rất nhiều các anh chị nói các tiêu chuẩn ROM để chẩn đoán, thì đấy chính là những tiêu chuẩn để chẩn đoán rối loạn tiêu hóa chức năng. Chúng ta hiểu được cái sinh bệnh của rối loạn tiêu hóa chức năng để từ đó chúng ta cái thứ nhất là giải thích được các triệu chứng bệnh, thứ hai là giải thích được cho cha mẹ bệnh nhân, và thứ ba là xác định được các cái vấn đề liên quan đến chẩn đoán cũng như là điều trị, rồi là chúng ta lập cái kế hoạch chăm sóc cho bệnh nhân. Thì rối loạn tiêu hóa chức năng là một vấn đề mà rất thường gặp ở trẻ em, có thể hiện bằng các triệu chứng đường tiêu hóa xuất hiện thường xuyên, mãn tính, thường xuyên trong khoảng thời gian mãn tính kéo dài trong nhiều tháng và không có căn nguyên thực thể hay là căn nguyên sinh hóa. Với tỷ lệ của các nghiên cứu trên thế giới thì cho thấy rằng tỷ lệ mắc rối loạn tiêu hóa chức năng ở trẻ em khá là cao. Mặc dù là một bệnh mà không có tính chất thực thể, nhưng mà các nghiên cứu trên thế giới người ta đánh giá về gánh nặng y tế, về kinh phí cũng như là chất lượng cuộc sống ảnh hưởng rất là nhiều. Thứ nhất là người cha mẹ sẽ phải đưa đứa trẻ đi khám, bản thân em bé phải nghỉ học. Chi phí cho các cái chăm sóc của những cái đợt đứa bé nó đau, nó khó chịu cũng rất là nhiều. Thứ ba là làm một cái bệnh mà đi khám bác sĩ thì cứ bảo nó bình thường, cho nên là gì ạ? Chất lượng cuộc sống của người ta không thể tốt được khi mà người ta chưa thoát được ra những cái vấn đề đó. Thế thì trong cái chẩn đoán các bệnh lý chức năng thì họ sẽ nhìn thấy rất nhiều các quyển ROM đánh số 4 để chẩn đoán cho bệnh nhân. Và cái ROM gần nhất của các bạn là ROM 2016, ROM 4. Các bạn nhìn ở đây về cái phân loại rối loạn tiêu hóa chức năng ở trẻ em theo ROM từ 0 cho đến 18 tuổi. Thì các bạn sẽ nhìn thấy ở cái giai đoạn đầu tiên của chúng ta ở đây, các biến chủng nó giải quyết được. Các bạn nhìn thấy trào ngược dạ dày thực quản ở trẻ em. Các bạn nhìn thấy hội chứng nhai lại ở trẻ nhũ nhi. Các bạn nhìn thấy nôn chu kỳ. Các bạn nhìn thấy đau bụng co thắt xảy ra trước 6 tháng. Các bạn nhìn thấy dyschezia, người ta gọi là chứng khó đi đại tiện chức năng. Chúng ta nhìn thấy táo bón chức năng. Và chúng ta nhìn thấy tiêu chảy chức năng. Thế thì ở đây chúng ta sẽ nhìn thấy là cái thống kê trên trẻ em. Thì người ta nhận thấy rằng là với cái trào ngược dạ dày thực quản của các bạn, mà hôm trước tôi dạy các bạn là bài bệnh trào ngược dạ dày thực quản, thì các bạn sẽ thấy nó nằm ở trong chỗ này. Thế còn lại tại sao các bạn lại không thấy trào ngược dạ dày thực quản chức năng nó nằm ở đây? Bởi vì ở trẻ mà trên cái độ tuổi này có trào ngược là bệnh trào ngược, chứ không có các trào ngược chức năng, thuộc về các nhóm bệnh lý không có tổn thương cơ thể nữa. Thứ hai là nhai lại, thì bạn nhìn đến tuổi nào cũng có nhai lại hết. Thứ ba là nôn chu kỳ chạy suốt từ bé cho đến lớn. Thứ tư là nôn chức năng, thì cái phần này nó ít gặp, thành ra lát nữa tôi cũng không đi dạy chi tiết. Cái thứ năm mà các bạn nhìn thấy là chứng nuốt hơi chức năng, thì nuốt hơi chức năng này gặp ở hết từ trẻ nhỏ đến trẻ lớn, nhưng mà nó cũng ít lắm, thành ra tôi cũng ít dạy. Đau bụng co thắt là một vấn đề mà các bạn quen dân gian chúng ta hay gọi từ khóc dạ đề, đúng không? Cứ đến khóc, cứ chiều tối khóc, khóc suốt ngày đưa đi khám. Rồi với cái dyschezia, tức là khó đi đại tiện chức năng, ở đây chúng ta gọi là khó đi đại tiện chức năng, thì chỉ gặp ở trẻ trước 9 tháng thôi. Và đây là một trong những bệnh mà các bạn phải phân biệt với táo bón để các bạn điều trị cho bệnh nhân về mặt sau này. Tiêu chảy chức năng là một thứ mà xuất hiện từ 6 tháng cho đến 5-6 tuổi. Các bạn phải phân biệt với các nguyên nhân ruột viêm rồi các cái trường hợp tiêu chảy mãn tính. Vậy chúng ta nhìn thấy. Thế còn lại bắt đầu chúng ta nhìn thấy từ 4 tuổi cho đến 18 tuổi. Thì lúc này các cái phân loại bệnh lý chức năng bắt đầu có xu hướng khác biệt. Với nôn chức năng, buồn nôn chức năng, với khó tiêu chức năng, với hội chứng ruột kích thích, với đau bụng migraine, với đau bụng chức năng, với táo bón và với sóng phân không kiểm soát. Thì đấy là những cái vấn đề mà liên quan đến. Thế vậy thì với về mặt dịch tễ của rối loạn tiêu hóa chức năng ở trẻ em thì người ta thường gặp cái gì? Thì gần đây nhất người ta có một cái đánh giá về tỷ lệ mắc rối loạn tiêu hóa chức năng, người ta chia làm hai nhóm. Nhóm thứ nhất là trước 4 tuổi thì khoảng 1/4 em bé khám vì các vấn đề này. Còn trên 4 tuổi thì cũng 25% các em bé có các vấn đề
liên quan đến các rối loạn tiêu hóa chức năng. Trong đó thì ở nhóm trẻ nhỏ người ta hay gặp nhất là trào ngược dạ dày thực quản. Ở nhóm trẻ lớn thì người ta hay gặp táo bón. Thế thì với những cái tiêu chuẩn ROM nó thay đổi theo từng cái chẩn đoán một, thì khi người ta đánh giá ở bọn trẻ con dưới 4 tháng thì người ta thấy cái gì? Người ta thấy rằng một đứa trẻ dưới 4 tuổi tôi xin lỗi, thì khoảng hơn 40% các bé có ít nhất từ một rối loạn tiêu hóa chức năng trở lên. Tức là hoặc là đau bụng co thắt, hoặc là khó tiêu, hoặc là khó đi đại tiện chức năng, hoặc là trào ngược dạ dày thực quản, hoặc là nhai lại, hoặc là các thứ. Tức là để muốn nói đến là cái tần suất của nó khá là thường gặp trên trẻ nhỏ. Thế và thường có xu hướng thì gặp ở trẻ trai nhiều. Và người ta nhận thấy rằng là trong các gia đình mà có những vấn đề liên quan đến đứa trẻ là con duy nhất được yêu thương nhiều nhất, hoặc cha mẹ có các vấn đề liên quan đến cái hạnh phúc trong hôn nhân, thì làm gia tăng những cái vấn đề này. Như thế để nói đến nó có cái liên quan gì đó đến cái tâm lý của đứa bé. Thế thì ở Việt Nam mình thì cũng có, chúng tôi có một cái nghiên cứu đánh giá trên hơn 1.500 các em bé dưới 4 tuổi. Thì chúng tôi cũng ghi nhận thấy rằng trào ngược dạ dày thực quản, đau bụng, co thắt, chứng khó đi đại tiện chức năng, táo bón chức năng đều là những dấu hiệu rất hay gặp ở những em bé này. Và đặc biệt là một em bé có thể gặp tới 2, 3 hoặc tất cả các loại rối loạn tiêu hóa chức năng đấy trên cùng một đứa trẻ, khiến cho cha mẹ phải đưa em bé đi khám. Thế còn nhỏ ở nhóm trẻ lớn thì các bạn sẽ nhìn thấy rất là rõ. Lớn nhất là cái vòng màu xanh với IBS, thì chúng ta gọi là hội chứng ruột kích thích. Tiếp đến là chúng ta gặp đau bụng migraine. Rồi tiếp đến nữa là chúng ta gặp các cái rối loạn tiêu hóa chức năng, rồi chúng ta gặp đến nuốt hơi, chúng ta gặp đến nôn chu kỳ. Như thế chúng ta thấy rằng đây là một vấn đề là khá thường gặp ở trên các em bé. Vậy thì có những cái lý do gì mà lý giải cho các em bé của chúng ta bị rối loạn tiêu hóa chức năng? Thì người ta nhận thấy như thế này: không có bất thường về mặt giải phẫu, không có bất thường về mặt sinh hóa, cũng không có các tổn thương viêm. Nhưng trên những cái bản này người ta có rối loạn một cái trục, người ta gọi là trục não ruột. Thế thì chúng ta ví là cái bộ não của chúng ta được với rất nhiều các neuron thần kinh, thì là một bộ não lớn. Và cái đường ruột của chúng ta thì người ta gọi là bộ não nhỏ, tại vì nó có rất nhiều các cái tế bào thần kinh ở ruột. Nó có rất nhiều cái sự tương tác đối với lại cái bộ não của chúng ta. Cho nên người ta nói đến một cái trục người ta gọi là trục não ruột. Tiêu hóa thì nói trục não ruột, hô hấp thì trục phổi ruột, gan thì trục gan ruột, đúng không? Rất nhiều trục. Thì rối loạn tương tác cái trục não ruột này nó sẽ có một trong các cơ chế hoặc tất cả các cơ chế. Thứ nhất là nó thay đổi về mặt lưu động của ruột. Thứ hai là tăng cái tính mẫn cảm của nội tạng. Thứ ba là thay đổi cái bề mặt niêm mạc cũng như là chức năng đáp ứng miễn dịch ở đường ruột. Thứ tư là thay đổi hệ vận khuẩn chính ruột. Và thứ năm là thay đổi của hệ thần kinh trung ương. Hệ vận chính ruột tôi không nói nữa, điều trước tôi dạy bài tiêu chảy kéo dài tôi đã nói rất là nhiều rồi. Thì người ta thiết lập lên một cái mô hình, người ta gọi là mô hình khái niệm những vấn đề liên quan đến rối loạn tiêu hóa chức năng. Đầu tiên là khi người ta tiếp cận ở giai đoạn sớm của cuộc đời thì người ta nhận thấy có mấy cái yếu tố làm gia tăng những cái vấn đề này. Thứ nhất là các cái yếu tố liên quan đến gen. Gen thì khó thật đúng không? Thứ hai là vấn đề về văn hóa, chăm sóc. Thứ ba là vấn đề về môi trường. Và nếu như chịu tác động của chấn thương, của nhiễm trùng, của các cái hành vi của cha mẹ, thì lúc này nó sẽ dẫn đến hai cái tác động. Tác động thứ nhất là tác động đến cái tâm sinh lý của đứa trẻ. Và thứ hai là tác động đến bệnh lý của cơ thể. Cái tác động đến tâm sinh lý tức là nó gây ra các cái stress, nó gây ra các cái vấn đề về nhận thức, nó gây ra các cái vấn đề mà cần sự hỗ trợ xung quanh. Thế còn tác động tại chỗ của cái đường ruột đấy thì nó ảnh hưởng đến nhu động, ảnh hưởng đến nhận cảm, ảnh hưởng đến miễn dịch, ảnh hưởng đến các vấn đề giống như tôi vừa nói. Và cái sự tác động này nó thông qua một cái cơ chế chúng ta nhìn, ta gọi là cái trục não ruột. Và để thể hiện cho nó thì nó sẽ thể hiện bằng triệu chứng trên đường tiêu hóa. Nó thể hiện bằng sự thay đổi các hành vi. Nó thể hiện bằng cái mức độ nặng ở trên đó. Và vì như vậy thì nó ảnh hưởng đến cái chất lượng cuộc sống của các em bé, cũng như là các cái chi phí về vấn đề điều trị. Vậy thì người ta nhận thấy có những cái vấn đề gì? Thứ nhất là người ta nhận thấy rằng bất kỳ một cái tác động gì liên quan đến y khoa, ở đây có bệnh lý thực sự đấy ạ, hoặc
là có những cái vấn đề mà liên quan đến cái sức khỏe làm căng trướng cái bụng của đứa trẻ lên, thì tất cả những vấn đề này đều có thể dẫn đến cái nhận cảm đau của em bé, nhận đến cái sự thay đổi của các cái thần kinh cảm giác ở cái đường tiêu hóa của đứa trẻ. Thứ hai là cái gì, đến một loạt cái vấn đề bên dưới như là trầm cảm, stress trong gia đình, rồi cách thức ứng phó, rồi các cái vấn đề về stress thì nó tác động đến cái não bộ của đứa trẻ, mà nhất là lại còn thêm các cái tác động của yếu tố gen, thì chắc chắn nó sẽ thể hiện bằng các triệu chứng. Và các bạn có thể nhìn thấy rất là rõ ở đây, cái hình trên cùng của các bạn đó là các bạn nhìn thấy là hoạt hóa của hệ miễn dịch, tức là vì một cái tác động gì đó giữa não bộ của chúng ta với lại cái đường tiêu hóa thì nó dẫn đến sự thay đổi của miễn dịch. Thay đổi đầu tiên là thay đổi hệ vi khuẩn trí ở trong lòng ruột, tiếp đến là thay đổi đến các tế bào nhận cảm ở trong lòng ruột, và khi thay đổi hệ vi khuẩn trí thì dẫn đến thay đổi chuyển hóa, ở đây là làm thay đổi nồng độ của các cái axit béo chuỗi ngắn, và vì như vậy thì nó tác động xuống đến các tế bào miễn dịch, vì 80% các tế bào miễn dịch nằm ở đường tiêu hóa. Cái tác động thứ hai ở cái hình thứ hai mà các bạn nhìn thấy đó là sự tăng tính thấm, tức là khi mà cái đường ruột nó bị tổn thương bởi vi khuẩn, nó bị thay đổi bởi cái dịch tiết của các chất ở trong cơ thể thì nó làm thay đổi cái sự kết nối giữa các cái tế bào biểu mô ruột. Thứ ba mà người ta nhìn thấy ở những cái bệnh nhân mà có những cái rối loạn chức năng đó là sự tăng tiết các chất dẫn truyền thần kinh. Cụ thể ở đây người ta nhấn mạnh vai trò của serotonin, tức là các bạn nói đến khả 5HT3. Chúng ta biết là 85% serotonin trong cơ thể được tạo ra ở não bộ, nhưng lại tập trung ở gì ạ? Ở đường tiêu hóa của chúng ta. Như vậy các bạn cứ để ý mà các bạn vào kỳ thi ăn cứ chạy ra chạy vô toilet liên tục, đó chính là cái cơ chế đó, đúng không ạ? Thì người ta sẽ nhìn thấy. Thứ tư là người ta nói đến đó là tăng mẫn cảm. Tăng mẫn cảm ở đây thì não bộ thì tác động đến GABA, đúng không ạ? Rồi gì ạ? Chuyển hóa các axit béo chuỗi ngắn ở trong lòng ruột thì tác động đến cái tính thấm của tế bào biểu mô ruột. Và vì như vậy chúng ta nhìn thấy một loạt các cái đầu nút thần kinh ở bên dưới cái biểu mô ruột của chúng ta nó bị kích thích. Và vấn đề cuối cùng là chịu tác động của tất cả những yếu tố này thì làm thay đổi cái nhu động ruột của chúng ta. Và vì như vậy thì dẫn đến các cái rối loạn. Và như ở đây chúng ta có thể nhìn thấy tác động của thức ăn, tác động của hệ vi sinh, tác động của axit mật và muối mật, nó tác động đến cái tế bào tiết nhầy, làm thay đổi bề mặt nhầy, thay đổi cái sự kết nối giữa các tế bào biểu mô, và đương nhiên bên dưới của cái tế bào biểu mô ruột đó chính là các tế bào thần kinh cũng như là các cái tế bào miễn dịch. Và vì như vậy thì người ta tổng kết lại bởi một cái trục không nhìn thấy, chúng ta gọi là trục não ruột, não bên trên, ruột ở bên dưới. Vậy thì xong, thông qua cái gì, trục dưới đồi, tuyến yên, tuyến thượng thận, thông qua cái việc tác động đến biểu mô đường ruột, tăng tính thấm, rồi phản ứng tại chỗ dẫn đến các cái hiện tượng co thắt ở trong lòng ruột, rồi dẫn đến các hormone nội và ngoại sinh. Và vì như vậy thì nó dẫn đến các cái thói quen, thay đổi thói quen về cái đường tiêu hóa, cụ thể đây là thói quen đi đại tiện hoặc là các cái biểu hiện nôn chớ. Như vậy thì thế giới có hẳn một cái tập chrome rất là dày. Nhi khoa thì có 2 tập thôi, người lớn thì có đến 6 tập. Để đưa ra những cái chẩn đoán liên quan đến các rối loạn. Vậy thì tiêu chuẩn chrome này được hình thành từ khi nào? Chúng ta lượt lại cái lịch sử một tí. Đầu tiên là người ta đưa ra cái khái niệm là rối loạn tiêu hóa chức năng trước. Vì người ta cứ ghi nhận thấy rằng rất nhiều người bị bệnh đi khám chẳng ra bệnh. Thì người ta lúc đầu thì người ta bảo là cái phương tiện của người ta nó chưa có đủ để người ta làm những cái thăm dò. Sau đó thì người ta đủ để người ta nghĩ đến cái đó rồi thì người ta cũng không có nhìn thấy. Và dần dần thì cho đến năm 1988 thì các cái giáo sư của Đại học Rome bắt đầu nghiên cứu về những cái bệnh nhân mà cứ có cái bệnh đi khám suốt ngày mà bác sĩ thì chẳng chẩn đoán được ra làm sao cả. Thì lúc đấy mới đưa đến được cái tiêu chuẩn Rome 1. Ở Rome 1 lúc này chỉ nói đến mỗi một cái hội chứng ruột kích thích. Lúc đó Việt Nam chúng ta vẫn gọi là bệnh đại tràng kích thích, thì thế giới người ta gọi là IBS, tức là hội chứng ruột kích thích. Thế thì sau năm 1990 đến năm 1999 thì là các nhà lâm sàng bắt đầu ngồi làm việc lại với nhau. Lúc này ngoài IBS ra, đưa ra thêm một loạt những cái khái niệm liên quan vấn đề đó. Và lúc đó thì bắt đầu người ta mới nghĩ đến là không biết là nhi khoa thì có những vấn đề này không. Và đó, bắt đầu người ta đặt một cái dấu ấn là khả năng nhi khoa có. Sau đó đến bắt đầu người ta làm những cái đánh giá trên nhi khoa,
Và người ta ghi nhận thấy rằng không phải người lớn có những vấn đề này, vì người lớn chịu stress, và cái cả cả những đứa trẻ nó cũng có những vấn đề đó. Thế mà bắt đầu Roomba đưa ra. Và Roomba đưa ra thì bắt đầu lúc này Nhi Khoa chưa có một cuốn sách riêng, nhưng mà bắt đầu có những khái niệm liên quan đến cái bệnh lý chức năng này. Và sau 2006 đến 2016 thì bắt đầu Room 4 ra đời với một loạt những bệnh lý tiêu hóa chức năng ở Nhi Khoa. Như các bạn có thể nhìn thấy, thứ nhất là người ta chia ra ở cái nhóm trẻ thiếu nhi và trẻ nhỏ, người ta đánh bằng chữ G, chạy từ G1 cho đến G7, giống như vừa nãy tôi có nói với các bạn. Với G1 là trào ngược, G2 là nhai lại, G3 là nôn trung kỳ, G4 là đau bụng co thắt, G5 là tiêu chảy chức năng, G6 là chứng khó đi đại tiện chức năng và G7 là táo bón chức năng. Như vậy, nhóm trẻ nhũ nhi ở cái độ tuổi này, nếu các bạn định chẩn đoán các bệnh lý chức năng thì nó chỉ có những nhóm bệnh này thôi, không có chẩn đoán IBS nhóm này, đúng không ạ? Thế sau đó thì chúng ta có một loạt các chữ H. Các chữ H thì dành cho các em bé nhỏ. Thì trong các chữ H này bắt đầu người ta chia ra làm 3. Thứ nhất là với nôn chớ, thứ hai là với đau bụng, và thứ ba là với táo bón và bài xuất phân. Thì trong nôn chớ cũng chia ra hội chứng nhai lại, hội chứng nôn chu kỳ và gì ạ? Hội chứng nuốt hơi chức năng. Với đau bụng thì người ta chia ra là khó tiêu chức năng, hội chứng ruột kích thích, đau bụng migraine, đau bụng chức năng và hội chứng đau bụng chức năng. Người ta đưa ra cái định nghĩa. Và đến với H3 thì người ta chia ra là táo bón chức năng hoặc là những bệnh nhân xóa phân chức năng. Thế thì đấy là cái tiêu chuẩn Room để người ta đưa ra áp dụng với mỗi một cái nhóm bệnh này. Thì người ta lại có một cái áp dụng khác nhau. Thì thứ nhất là chúng ta đi đến với cái nhóm rối loạn tiêu hóa chức năng ở trẻ nhỏ trước. Thì đây là một cái rối loạn mà người ta nhấn mạnh rất nhiều đến sự tương tác của trục táo ruột. Và người ta nói rằng cái nhóm trẻ này thì hệ vi khuẩn trí thì thường xuyên bị rối loạn, cân bằng của đường ruột thì chưa tốt, tăng tính thấm ở trong lòng ruột, các cái dẫn chất trong ổ bụng thì chưa đầy đủ, và đặc biệt là liên quan đến quá trình myelin hóa của cái sợi thần kinh. Thế do đó là người ta đưa ra các cái vấn đề liên quan đến nhóm này. Thì đặc điểm của nhóm này là khó. Bởi vì tại sao? Triệu chứng lâm sàng thì không đặc hiệu, rất là chồng chéo lại các bệnh khác. Ví dụ một đứa trẻ đau bụng co thắt đi vào khám vì khóc, thì các bạn biết là rất nhiều nguyên nhân làm cho nó khóc. Một đứa trẻ đi đến khám vì nôn, quá nhiều bệnh để nó nôn luôn, nó không đi đại tiện được, cũng rất nhiều bệnh để nó không đi đại tiện được. Cho nên người ta mới nói thế là nó là một cái nhóm bệnh mà nó bị diễn chồng chéo bởi rất nhiều. Thứ hai nữa là gì ạ? Đặc điểm của cái nhóm này là nó không mắc một thứ, nó lại cứ mắc hai thứ. Một đứa thì vừa nôn chớ lại vừa không đi đại tiện được, đúng không? Một đứa thì vừa quấy khóc lại vừa gì ạ? Nôn chớ. Bao giờ nó cũng có cái sự phối hợp. Cho nên người ta mới nói rằng vì lâm sàng nó không đặc hiệu, cho nên bác sĩ phải khám thật cẩn thận để loại trừ bệnh thực thể. Sau khi loại trừ bệnh thực thể xong rồi thì lúc này chúng ta mới áp tiêu chuẩn Room để chúng ta chẩn đoán. Thứ nhất là chúng ta đến với cái khái niệm khóc. Thì đây là một cái sơ đồ mà người ta vẽ về cái tần suất khóc của đứa trẻ bình thường. Thì các bạn sẽ nhìn thấy nó có ba cái gam màu. Cái đoạn dưới là 20-30 phút, cái thứ hai là màu sậm sậm hơn, và cái trên cùng là rất là đậm. Thì người ta nhận thấy rằng tuổi này là tuổi khóc nhiều nhất. Khóc là cái giao tiếp của đứa trẻ đối với lại cha mẹ, đối với những người xung quanh. Và họ thống kê trung bình một em bé mà từ 6 đến 8 tuổi thì trung bình mỗi ngày nó khóc khoảng 2-3 tiếng. Tức là nó giải ra thôi, nhưng nếu các bạn cộng chung mà thì nó khoảng gần đấy. Thế thì có những đứa là nó khóc ít hơn chỗ đấy, ngủ suốt ngày chúng ta bảo đứa nhỏ này ngoan, đúng không ạ? Ngược lại có những đứa rằng nó khóc quá nhiều luôn, khiến cho gia đình phải đưa bạn ấy đi khám. Thì đặc điểm của cái đau bụng co thắt lúc đầu người ta chẩn đoán dựa trên cái phân loại của bác sĩ Westen. Cái phân loại này nó từ những năm 1954 với một cái quy luật người ta gọi là quy luật số 3. Quy luật số 3 là gì? Trên một đứa trẻ hoàn toàn khỏe mạnh xuất hiện quấy khóc ít nhất 3 giờ mỗi ngày, ít nhất 3 ngày mỗi tuần và ít nhất 3 tuần thì chẩn đoán là đau bụng co thắt. Nếu như các bạn không khám thấy nó có cái vấn đề gì khác. Thế tuy nhiên là đưa ra cái tiêu chuẩn này thì áp dụng nó suốt từ năm 1954 do đến tận đến Room 3, tức là 2006. Thì bắt đầu các nhà lâm sàng nhi khoa bắt đầu phản hành là như gì ạ? Nó dài quá, tại vì một đứa trẻ nó khóc vào một ngày tận trên 3 tiếng, mà tuần nào nó khóc đấy là ít nhất 3 tuần thôi, chứ có đứa tuần nào nó cũng khóc tất cả cái ngày trong tuần luôn, đúng không ạ? Mà bây giờ lại đợi đến tận 3 tháng thì nó lâu quá. Thế thì người ta mới phải xem là liệu cái tiêu chuẩn này nó có áp dụng được hay không. Thì bắt đầu người ta mới
quay ngược trở lại với các thống kê về cái tần suất khóc của đứa trẻ. Và người ta mới tóm tắt lại là nếu một đứa trẻ có cái đặc điểm khóc với cái biểu hiện của cái từ bubble như các bạn nhìn thấy ở đây thì có nghĩa là phải gợi ý nó bị đau bụng có thật. Thứ nhất là nó khóc với âm sắc rất là cao. Thứ hai là không biết trước được lúc nào nó khóc hết. Thứ ba là nó khóc mà không thể dỗ được. Thứ tư là các bạn nhìn cái mặt nó rất là đau. Thứ năm là các bạn nhìn thấy gì ạ? Nó khóc kéo dài. Và thứ sáu là các bạn nhìn thấy nó khóc chủ yếu về buổi tối. Và người ta nhìn trên cái biểu đồ, các bạn có thể nhìn thấy từ 6 giờ trở đi cho đến 10 giờ là đại bộ phận những đứa trẻ nó sẽ khóc ở cái mức độ đó. Thế xin lỗi đi. Kéo dài là bao lâu nhỉ? Thì như vậy khi mà trên thực hành lâm sàng, các bạn chỉ có dành một chút thời gian hoặc bạn dành thời gian để các bạn hỏi. Thì khi các bạn tìm được một đứa trẻ mà có tính chất khóc với cái từ bubble như thế này thì lúc này tiêu chuẩn của các bạn đơn giản hơn rất nhiều. Không cần các con số A nữa. Đó là em bé có hai biểu hiện, nhớ là chỉ dưới 5 tháng thôi nhá. Còn trên cái tuổi đấy thì đừng chẩn đoán nó đau bụng quá thắt nữa, vì đau bụng quá thắt không gặp ở cái độ tuổi trên. Thì với cơn khóc kéo dài tái diễn, đầy đủ cái từ bubble nãy tôi có ghi cho các bạn, mà cha mẹ là người chăm sóc không dỗ được. Người ta đưa ra quan niệm cha mẹ là người chăm sóc, tức là những cái người mà rất là gần với đứa trẻ, chứ mày tự dưng là khóc có đưa cho tôi dỗ nó không nín lại bảo nó quá thắt thì không phải. Đồng ý không ạ? Và với một điều kiện, em bé phải không có sụt cân, em bé phải không có các triệu chứng của bệnh và em bé phải không mệt, thì trong trường hợp đấy các bạn được chẩn đoán nó là đau bụng có thắt. Đấy là cái bệnh lý chức năng đầu tiên. Bệnh lý chức năng thứ hai là bệnh lý trào ngược dạ dày thực quản. Ở đây tôi đang nói đến trào ngược dạ dày thực quản chức năng nhé, chứ tôi không nói đến bệnh trào ngược dạ dày thực quản mà hôm vừa rồi tôi đã dạy rồi. Thì với tiêu chuẩn Rome thì những đứa trẻ trào ngược dạ dày thực quản nó có một cái đặc điểm là như thế này. Những cái đứa bé này nó cũng khóc, nó cũng khóc rất là kinh bởi vì cái dịch dạ dày nó lên, nó làm cho các em bé khó chịu. Nhưng mà người ta nhận thấy rằng nếu những em bé có ít nhất 2 lần trào ngược mỗi một ngày, kéo dài ít nhất 3 tuần, không có các triệu chứng gợi ý nôn khan, nôn máu, không có các biểu hiện của biến chứng, không có nuốt khó, không rau, thì những đứa bé này là trào ngược dạ dày thực quản chức năng. Mà đã là chức năng thì bằng không dùng thuốc. Đây chính là cái nhóm thứ hai. Nhóm thứ ba là tiêu chảy chức năng. Thì các bạn bảo tiêu chảy chức năng là như thế nào? Đó là những cái tiêu chảy mà xuất hiện từ lúc nửa tuổi cho đến lúc 5 tuổi. Trên cái nhóm này thì lại không chẩn đoán được chức năng nữa, mà trên cái nhóm này phải đi tìm xem nó có thực thể hay không nhỉ. Còn ở cái độ tuổi này dưới 6 tháng thì cũng không chẩn đoán được chức năng luôn. Đồng ý không ạ? Mà chỉ từ 6 tháng cho đến 60 tháng thôi. Với điều kiện nó đi ngoài ít nhất 4 lần một ngày, nó đi tái diễn nhưng nó không kèm theo đau bụng khó chịu cái gì ở bụng hết. Nó không có biểu hiện chậm tăng cân nếu như các bạn đối chiếu nó ăn được. Thì trong trường hợp đấy người ta chẩn đoán nó là chức năng. Mà đã là chức năng thì phải giải thích cho gia đình nó thôi, đúng không ạ? Để chúng ta không có những cái thăm dò khác, không có những điều chỉ khác. Một cái chứng nữa mà các bạn sẽ gặp đó là dysphagia, hay chúng ta gọi là chứng khó đi đại tiện chức năng. Cái này là cái mà các bạn sẽ rất hay gặp trên lâm sàng. Và ông bố bà mẹ đi khám và đại bộ phận các bạn chẩn đoán táo bón, xong các bạn cho thuốc nhuận tràng, một thời gian sau nó lại tiêu chảy xong một thời gian sau nó lại trào ngược sau một thời gian sau nó lại táo bón. Đấy, con loanh quanh như vậy. Thế thì đám này nó có đặc điểm gì? Thứ nhất là nó phải có hai cái biểu hiện, và cái biểu hiện này xảy ra từ em bé từ 1 tháng cho đến 9 tháng tuổi, là nó quấy khóc rất là dữ, nó rất là căng thẳng, nó dại đến 10 phút nó mới có thể đi đại tiện được ra, mà đại tiện ra thì phân rất là mềm, thậm chí vài ba ngày nó mới đi ngoài một lần. Phân nông cũng rất là mềm. Và gì ạ? Cân nặng bình thường, mọi thứ bình thường. Thì trong trường hợp đấy người ta chẩn đoán nó là chứng khó đi đại tiện chức năng.
Nhóm thứ tư là nhóm táo bón chức năng. Nhóm táo bón chức năng khi các bạn áp theo tiêu chuẩn Rome đó là gì? Các bạn này có ít nhất 2 biểu hiện và những biểu hiện này kéo dài ít nhất 1 tháng. Đó là đi đại tiện dưới 2 lần một tuần. Những em bé biết nói rồi, biết lớn rồi được huấn luyện hành vi đi đại tiện thì nhịn đại tiện quá mức, giảm khối phân lớn, thăm trực tràng hoặc khối phân lớn, đặc biệt là xóa phân khi mà đã huấn luyện, thì tất tần tật những nhóm này các bạn sẽ không cần phải làm thêm các xét nghiệm ở cái độ tuổi này đối với các em bé. Còn nếu như các bạn định làm thì tối thiểu những xét nghiệm các bạn có thể làm, ví dụ như các bạn khám cái coi xem nó có bị nhiễm trùng hay không, nếu nó sốt thì đương nhiên không xếp nó vào đây rồi, nếu mà nó đi ngoài phân có máu cũng không xếp nó vào đây, nếu đau bụng có chịu cũng không xếp nó vào đây. Vậy thì với cái nhóm chức năng này người ta thấy nó có cái biến đổi gì? Thì các cái nghiên cứu trên thế giới người ta không nghiên cứu được về cái vấn đề não bộ của nó. Người ta cũng chả làm được các cái vấn đề gì nhiều. Nhưng mà người ta nhận thấy rằng nếu như mà làm các cái marker về viêm thì người ta thấy nó có biểu hiện tăng viêm ở những em bé này thông qua cái chỉ số camptothecin nó tăng cao. Nhưng mà tăng không phải tăng ở cái ngưỡng chẩn đoán ruột viêm đâu. Tức là người ta so với ngưỡng bình thường thì người ta thấy nó tăng lên để thể hiện rằng những em bé này có các cái viêm vi thể ở trên đường tiêu hóa. Thứ hai mà người ta lại làm là cái gì ạ? Người ta so sánh nhóm đau bụng chức năng, rồi người ta so sánh nhóm táo bón, rồi người ta so sánh tất cả các nhóm khác, thì người ta thấy nó có rối loạn cái hệ vi khuẩn trí ở trong đường ruột. Và vì như vậy thì đến cái phần can thiệp, người ta đưa ra mấy cái điều trị. Thứ nhất là nếu như mà chúng ta bảo với bố mẹ nó là cái này nó không làm sao cả, đi về đi, chả làm gì cả, thì chắc chắn nó sẽ dẫn đến những vấn đề khác. Vấn đề thứ nhất mà người ta nhận thấy đó là sự trầm cảm, stress của cha mẹ. Và người ta cũng làm những nghiên cứu về mang tính chất xã hội. Thế nhận thấy rằng tỷ lệ những ông bố bà mẹ bị trầm cảm, tỷ lệ những ông bố bà mẹ có đứa nhỏ mà bị trầm cảm và bị rối loạn lo âu thì cao hơn trong cái nhóm mà nó không bị những cái rối loạn tiêu hóa chức năng này. Như vậy đầu tiên khái niệm chúng ta từ đầu chúng ta đừng nói là chức năng bằng vô hại, mà chúng ta phải nói là đây là một vấn đề chức năng nhưng cần phải được giải quyết. Đấy là vấn đề thứ nhất. Vấn đề thứ hai là điều trị thuốc. Thì các bạn cho thuốc chống viêm, rồi các bạn cho thuốc giảm đau, rồi các bạn cho thuốc giảm tiết axit v.v. Thì cho đến bây giờ với nhóm trẻ dưới 4 tháng này, người ta chứng minh là nó không tác dụng gì hết. Và người ta bảo là trong một số trường hợp thì các bạn có thể sử dụng các probiotic với điều kiện những probiotic đấy đã được chứng minh là có hiệu quả. Tôi lấy ví dụ như các bạn định cho một cái probiotic cho đứa trẻ mà bị đau bụng có thắt, thì có một cái con vi khuẩn người ta chứng minh đó là con Lactobacillus reuteri DSL17938. Con này giảm nhu động, tức là giảm cái co thắt ở trong lòng ruột, tăng thời gian làm trống dạ dày, rồi gì ạ, làm cân bằng cái đáp ứng viêm ở trong đường ruột, có một tác dụng nhất định. Tôi dùng từ tác dụng nhất định nhưng tôi nói là tác dụng rõ ràng ở nhóm thứ nhất là đau bụng co thắt, nhóm thứ hai là trào ngược dạ dày thực quản. Thì trong trường hợp đấy các bạn có thể sử dụng, nhưng với điều kiện mình phải giải thích cho người ta, chứ người bảo cho cái này hết ngay thì không có đúng. Thì đấy là cái chuyện mà chúng ta chọn một số loại probiotic. Thế còn lại chúng ta phải giải thích cho gia đình để làm gì, để hỗ trợ cho người ta. Bởi vì điều trị hỗ trợ trong nhóm bệnh lý chức năng là quan trọng nhất với thay đổi lối sống. Với thứ hai là giải thích cho người ta về tính thường gặp, diễn biến của nó, cũng như là điều chỉnh cái chế độ ăn. Thế thì thứ nhất là người ta phải đánh giá xem cái bữa bú của cái đứa bé này ăn thế nào. Nếu như mà em bé này bị trào ngược, nếu em bé này bị đau bụng, chúng ta nghi co thắt, thì chúng ta sẽ đánh giá cái bữa ăn của đứa bé, bà mẹ đứa trẻ. Nếu như bà mẹ nuôi con bằng sữa mẹ, và người ta sẽ đánh giá cái gì? À, bà này có ăn trứng không, ăn thịt bò không, ăn sữa không, ăn thực phẩm gì không? Nhất là bà, nếu bà này mà bị bảo tôi bị viêm da dị ứng, tôi bị viêm mũi dị ứng, tôi bị này nọ, thì tiền căn của những cái yếu tố dị ứng trên đối tượng này sẽ tăng. Khi mà chúng ta thấy nó tăng và chúng ta nghi ngờ cái chuyện của đứa bé như vậy, thì hãy bảo bà mẹ nhìn cái thực phẩm đấy trong một tuần. Nếu bà nhìn trong một tuần nó hết thì chúng ta duy trì, nó không hết ăn trở lại. Đấy là vấn đề thứ nhất nếu bà mẹ bú sữa mẹ. Thứ hai là nếu như em bé ăn sữa công thức thì các bạn bắt đầu đánh giá cái bình, cái bình sữa này thế nào, cái núm vú này có làm sao không, có thích hợp không, ăn uống như nào. Và nếu như các bạn nghi ngờ là đứa bé này dị ứng với đạm sữa bò, colic cũng có thể liên quan đến dị ứng đạm sữa bò, mà gì ạ, trào ngược cũng có thể liên quan đến dị ứng đạm sữa bò, thì hai thuần với sữa thủy phân để các bạn test, đấy là cách để các bạn giải quyết trên những cái đối tượng này.
Thứ hai là nếu mà đứa nhỏ nó khóc quá thì người ta có rất nhiều cách để người ta làm. Ví dụ như là các bạn bế cho đứa bé, ôm đứa bé vào lòng, hay treo đứa bé lên trên lòng bà mẹ đi lại đung đưa, hay cho nó vào một cái xe và lắp. Và đặc biệt trên những đứa trẻ đau bụng co thắt, các bạn càng bế, càng rung, càng lắp thì đứa trẻ nó càng khóc. Như vậy chúng ta hướng dẫn người ta cách quấn cho cái đứa trẻ mà bị cố định. Thì cái cách đấy là cái cách mà hỗ trợ cho ông bố bà mẹ để làm cho cái việc nó được tốt hơn. Thế bọn nhìn cái khăn chéo mình đầy cái khăn này mà đúng không? Mình hướng dẫn người ta cách để người ta có thể làm được. Một việc thứ ba rất là quan trọng, đó là giải thích cho cha mẹ về vấn đề đó và trấn an người ta. Bởi vì rõ ràng một bà mẹ mà nuôi con lại cứ khóc, ăn thì cứ nôn, đi ngoài thì không đi ngoài, người ta rất là stress và người ta rất là cảm thấy khó chịu. Và những cái đứa bé này nó có đặc điểm nó khóc rất là nhiều, cho nên là người ta sẽ dễ dịp rung mắt đứa trẻ. Và chúng ta biết là cái não của đứa trẻ nó nằm ở trong cái hộp sọ, nó rất là mỏng hẹp với cái hộp sọ như thế. Rung lắc nhiều, một là chấn thương não, hai là chấn thương của cái vùng ngực này khi mà người ta bê đứa trẻ lên để người ta lắc. Thì hướng dẫn người ta là khi nào cảm giác thế thì nhờ người khác trông con cho mình đi mình làm việc khác, đỡ stress rồi thì quay trở lại. Tức là cái việc mà chúng ta trấn an người ta sẽ rất là quan trọng với cái nhóm thứ nhất. Như vậy chúng ta nhận thấy rằng nhóm trẻ nhỏ là bằng gì ạ? Không điều trị đúng không? Bằng hướng dẫn gia đình với một điều kiện là phải khám cẩn thận. Đồng ý không ạ? Mai lại không khám, lôi hết tiêu chuẩn Rome của tôi ra áp dụng, thì nó có bệnh thì chết luôn. Nhóm thứ hai là nhóm trẻ lớn với ba cái nhóm hay gặp. Thứ nhất là nôn chu kỳ, lát nữa các bạn có bài bệnh nôn chu kỳ, lát nữa chúng ta đi chi tiết. Còn trứng nuốt hơi thì nó không nhiều, thành tôi không dẫn bạn, lúc nào các bạn quan tâm thì tôi hướng dẫn thôi. Thứ hai là đau bụng. Đau bụng thì ở đây người ta nói đến mãn tính, bởi cái nhóm đau bụng chức năng này là cái nhóm mà các bạn sẽ rất hay gặp. 40% các bé nó đến khám vì đau bụng. Thì đầu tiên ấy, đau bụng mãn tính thì được định nghĩa là đau bụng từ 3 tháng trở lên. Thứ hai là các bạn áp dụng cái tiêu chuẩn Apley thì các bạn xem là nó có đủ tiêu chuẩn để chẩn đoán đau bụng tái diễn không. Thứ ba là các bạn xác định là đau bụng chức năng, đó là khi đau bụng mãn tính hoặc tái diễn mà không tìm thấy các nguyên nhân thực thể. Cụ thể ở đây là không có bất thường về giải phẫu, không có nhiễm trùng, không có viêm. Thế thì các bạn nhìn trên cái sơ đồ này thì các bạn thấy rằng có những vùng đỏ hối, có những vùng vàng. Chúng ta thì không có dữ liệu toàn cầu, cả trong nguyên toàn quốc. Thì chúng ta sẽ nhìn thấy rằng là tỷ lệ đau bụng mãn tính chức năng ở trẻ em dao động từ khoảng 10-40% tùy theo quốc gia. Như vậy cái tỷ lệ đấy là tỷ lệ lớn chứ. 10 đứa trẻ đến khám các bạn có một hoặc là gì ạ? Các bạn có 4 đứa không ạ? Thế là khá là nhiều. Vậy thì trong cái nhóm đau bụng chức năng của đứa trẻ này, tôi sẽ đi chi tiết với các bạn rối loạn tiêu hóa chức năng IBS, đau bụng migraine, đau bụng chức năng và hội chứng đau bụng chức năng. Thế thì đầu tiên là khó tiêu chức năng. Khó tiêu chức năng thì được định nghĩa là tình trạng đau bụng hoặc khó chịu ở vùng bụng trên rốn. Tức là các bạn sẽ rất hay gặp nó đến khám qua tiêu hóa. Các bạn chẩn đoán nó viêm dạ dày hay cái gì đó đúng không? Thì nó bảo nó khó chịu ở cái vùng này. Như vậy. Nếu như nó không có những vấn đề khác thì bằng khó tiêu chức năng. Thứ hai là hội chứng ruột kích thích, là tình trạng đau bụng mà có liên quan đến sự thay đổi nhu động ruột, thể hiện ở đây bằng sự thay đổi phân. Các bạn sẽ có hội chứng ruột kích thích thể tiêu chảy nếu như bệnh nhân chỉ có đi ngoài phân lỏng. Hội chứng ruột kích thích thể táo bón nếu như bệnh nhân có triệu chứng táo bón, và trong trường hợp này chúng ta phải phân biệt với táo bón chức năng. Rồi chúng ta có hội chứng ruột kích thích thể phối hợp, tức là lúc thì tiêu chảy, lúc thì táo bón. Đồng ý không ạ? Thì đấy là các biểu hiện của hội chứng ruột kích thích. Chúng ta có đau bụng migraine, đó là tình trạng đau bụng mà các bạn sẽ rất dễ nhầm với các bệnh lý thực thể. Bởi nhóm bệnh này, nhân này ngoài triệu chứng đau bụng ra còn nôn, còn buồn nôn, còn xanh xao, còn khó chịu cơ. Cho nên cái nhóm này là nhóm chắc chắn phải loại trừ với các bệnh lý thực thể trước khi mà kết luận nó là đau bụng migraine. Rồi đau bụng chức năng thì sẽ loại trừ tất cả những thứ kia ra. Thế thì phần đầu tiên là với rối loạn tiêu hóa chức năng. Với rối loạn tiêu hóa chức năng, mã của nó là H2A trong phân loại Rome. Tức là bệnh nhân của các bạn có 3 cái tiêu chí. Tiêu chí thứ nhất là đau bụng dai dẳng, đau bụng tái diễn, khó chịu ở vùng bụng trên. Thứ hai là cái đau bụng đấy không giảm sau khi đi ngoài, không có thay đổi về tính chất cân. Thứ ba, rất là quan trọng, tôi in đậm.
là không có các biểu hiện của viêm, của nhiễm trùng, của bệnh lý chuyển hóa hay bệnh lý ác tính. Điều đó có nghĩa là các bạn sẽ phải có những cái thăm khám, những cái xét nghiệm cận lâm sàng để giúp cho các bạn loại trừ cái vấn đề này. Và đặc điểm của nhóm triệu chứng này là ít nhất xuất hiện ít nhất một lần một tuần, kéo dài ít nhất 2 tháng. Thì trong trường hợp đấy các bạn chẩn đoán nó là rối loạn tiêu hóa chức năng. Thứ hai là hội chứng ruột kích thích. Hội chứng ruột kích thích thì nó có mấy cái tiêu chí. Tiêu chí thứ nhất đó là cảm giác khó chịu ở bụng hoặc đau bụng cộng thêm với lại 2 trong 3 dấu hiệu sau. Mà 2 trong 3 dấu hiệu sau đấy người ta lại đưa ra là chiếm trong ít nhất 25% thời gian. 25% thời gian tức là ví dụ như bệnh nhân này của các bạn quy ước là 2 tháng trước đi đến khám thì nó phải qua 1/4 cái thời gian 2 tháng đấy thì các bạn mới tính được là 25% thời gian. Nó kèm theo cái gì? Khó chịu hoặc đau bụng sau khi đi ngoài có liên quan đến sự thay đổi thần sắc đại tiện, liên quan đến sự thay đổi tính chất phần. Rồi là gì ạ? Lại rất quan trọng là gì ạ? Không có các biểu hiện của bệnh lý thực thể. Điều đó có nghĩa là gì? Phải khám loại trừ đúng không ạ? Thứ ba là đau bụng migraine. Đau bụng migraine là một thể đau bụng khó bởi vì bệnh nhân của các bạn sẽ có đầy đủ các cái tiêu chuẩn như sau. Thứ nhất là cơn đau kịch phát quanh rốn kéo dài ít nhất 1 giờ. Nghe thấy đúng thực thể nhỉ? Đau 1 tiếng không ạ? Đúng không ạ? Thứ hai là giữa các đợt đau hoàn toàn khỏe mạnh bình thường. Thứ ba là cơn đau này ảnh hưởng đến sinh hoạt bình thường của nó. Và rõ ràng là thực thể đúng không ạ? Và gì ạ? Thứ tư là cơn đau cộng thêm với 2 trong các cái dấu hiệu sau. Thứ nhất là buồn nôn, thứ hai là nôn, thứ ba là biếng ăn, thứ tư là đau đầu, thứ sáu là sợ ánh sáng và thứ bảy là xanh xao. Nhưng mà một cái tiêu chí vô cùng quan trọng, tôi chẳng hiểu tại sao nó lại bị thế. Đó là gì ạ? Là tiêu chí thứ 5, in đậm. Nhìn thì rất là thực thể, đúng không ạ? Nhưng mà phải chứng minh được là nó không có viêm, nó không có bất thường giải phẫu, nó không có các bệnh lý khác. Điều đó có nghĩa là nếu như các bạn làm tất tần tật những cái thăm dò, các bạn bắt đầu, mà các bạn không giải thích được cái triệu chứng đó, mà cái triệu chứng đó kéo dài thì bằng với lại đau bụng migraine. Đấy là cái chẩn đoán của các bệnh lý chức năng. Thứ tư đó là đau bụng chức năng. Tức là bệnh nhân của bạn đầy đủ các tiêu chuẩn. Thứ nhất là đau bụng liên tục hoặc từng cơn, nghe cũng dài rồi. Thứ hai là không đủ ba cái nhóm bên trên, không thuộc về ba cái nhóm bên trên vừa nãy tôi trình bày. Thứ ba là gì ạ? Không có các biểu hiện của viêm và cũng kéo dài 2 tháng. Trước đây tiêu chuẩn Rome đưa ra là phải 6 tháng hết. Rome 2006 các bạn đọc, chỗ nào các bạn thấy 3 tháng, 5 tháng, 6 tháng hết. Nhưng bây giờ thì các cái tiêu chuẩn trong Rome 4 thì rút xuống chỉ còn lại 2 tháng thôi. Tại vì người ta cũng không chờ đợi trong cái dấu hiệu đó, nó kéo dài. Tuy nhiên là người ta cũng nhận thấy rằng là với những cái bạn mà bị đau bụng chức năng ấy thì sau này vẫn có thể, khi mà các bạn đánh giá lại nó vẫn có những cái diễn biến của thực thể. Cho nên các bạn chẩn đoán chức năng không có nghĩa là chẩn đoán tại một thời điểm đấy cho mãi mãi về sau, mà các bạn bắt buộc phải có đánh giá bệnh nhân. Chúng ta gọi là chức năng cho đến khi mà chúng ta phát hiện ra thực thể, chúng ta gọi nó là thực thể. Thế thì với đau bụng chức năng của các bạn lại có 25% thời gian, chỗ này lưu ý đúng không ạ? Rồi đau bụng ảnh hưởng đến sinh hoạt bình thường, kèm theo đau đầu, đau chi, khó ngủ cũng thời gian kéo dài trên 2 tháng, tức là nó không đầy đủ giống như kia. Thì tôi nghĩ là nếu như mà các bạn mà khám lâm sàng đầy đủ trên những bệnh nhân này thì các bạn sẽ đánh giá được. Thế thì người ta giải thích là tại sao nó lại có những cái vấn đề mà nó lại như thế. Thì chúng ta quay trở lại với cái cơ chế bệnh của nó, đến cái trục não ruột. Đầu tiên là các bạn nhìn thấy rằng là các cái sang chấn ở cái vùng, ở cái giai đoạn đầu đời của những người đấy. Cho nên trong tiền sử bao giờ người ta yêu cầu là chúng ta phải hỏi cơ chế tiền sử nó có vấn đề gì không, nó có bệnh lý trước đó hay không, rồi các cái vấn đề này không. Thứ hai thì gen không động được gì rồi, gen ra rất nhiều luôn. Thứ ba là người ta nói đến các cái nhiễm trùng ở trong ổ bụng. Thì ở đây người ta nói rất nhiều đến các cái bạn mà sau một cái đợt bị tiêu chảy, sau cái đợt mà bị viêm dạ dày, hay sau cái đợt mà điều trị một cái bệnh lý nhiễm khuẩn gì đó, thì bỗng dưng cứ đau bụng dai dẳng dai dẳng ra đằng sau. Mặc dù chúng ta khám chúng ta không thấy vấn đề gì cả, thì nhóm đấy người ta cũng phải cân nhắc. Và người ta thống kê trên các nghiên cứu trên người lớn và trên trẻ em lớn thì người ta nhận thấy khoảng 30-50%
sau các đợt điều trị nhiễm khuẩn, sau các đợt nhiễm khuẩn cấp đường tiêu hóa thì xuất hiện các nhóm bệnh lý tiêu hóa chức năng. Thế thì ở đây người ta giải thích do là nó bị rối loạn cái hệ vi khuẩn chính ở trong lòng ruột. Thứ hai là người ta nói đến cái quá trình mất chức năng của các cái tế bào MAS cũng như là tăng tiết serotonin. Thế thì người ta làm một cái nghiên cứu trên người lớn, trên 12 người khỏe mạnh. Người ta đánh giá bằng cái miễn dịch bình quang để người ta xem là ở cái người ABS với lại cái người bình thường đó thì nó như thế nào. Thì người ta nhận thấy rằng ở những cái người mà bị ruột kích thích thì tỷ lệ các cái tế bào MAS, mastocyte tập trung ở đấy nhiều hơn so với cái nhóm kia. Và sự tăng tiết các serotonin ở cái nhóm đấy cũng nhiều hơn so với nhóm kia. Và vì như vậy trong cái điều trị của người ta, các bạn sẽ nhìn thấy người ta giảm co thắt, rồi người ta dùng các thuốc là vì như vậy thì nó liên quan đến cái tế bào MAS. Thế rồi người ta lại nói thêm là nếu như mà lại còn có những cái vấn đề về mặt tâm lý, rồi lại có các vấn đề về mặt ăn uống, rồi mà lại có những cái tác động ở cái vùng hậu môn trực tràng thì sẽ làm gia tăng tất cả những cái yếu tố này. Như là chúng ta nhìn thấy nó thay đổi về mặt chất P, bradykinin, rồi prostaglandin. Nhưng mà luôn luôn nhớ, trước khi chẩn đoán một bệnh lý chức năng thì phải nhớ là những triệu chứng này không bao giờ gặp ở những bệnh nhân chức năng cả. Thứ nhất là đừng có chẩn đoán đau bụng chức năng, rối loạn tiêu hóa chức năng ở một đứa trẻ dưới 5 tuổi. Lý do vừa nãy làm sao tôi vừa giải thích lúc trước rồi. Thứ hai là nếu bệnh nhân có sốt, bệnh nhân có sút cân, bệnh nhân có đau khớp, bệnh nhân có loét miệng, chắc chắn không phải chức năng. Bệnh nhân có nuốt đau, có nuốt khó, bệnh nhân có tiêu chảy kéo dài, bệnh nhân có đau bụng đặc biệt khu trú ở vùng hạ sườn phải và hố chậu phải, không bao giờ là chức năng luôn. Thứ tư là nếu mà đau mà lan ra đằng sau lưng, lan xuống dưới chân, lan lên trên vai cũng không có chức năng ở chỗ này, mặc dù đầy đủ những tính chất của đau bụng như trên. Rồi thứ năm là nếu như bệnh nhân này có tiền sử mắc các bệnh hoặc tiền sử các dùng thuốc thì phải nhớ đến những cái nhóm bệnh lý này nữa. Và đặc biệt là trong cái đánh giá cái thang điểm đau trên những bệnh nhân này. Thì cái tính chất của một nhóm bệnh nhân mà đau bụng chức năng ấy, nếu mà các bạn đánh giá bằng thang điểm đau ấy, thì tỷ lệ những đứa trẻ mà đau từ trung bình cho đến nặng, tức là thang điểm đau từ 4 cho đến 9, chiếm khoảng 50-70% các trường hợp. Mặc dù không có thể hưởng thực thể, nhưng mà nó thể hiện là rất đau trên lâm sàng. Mà đau làm sao ạ? Chả xác định vào vị trí nào. Nếu rất đau trên lâm sàng mà ở vùng hố chậu phải hoặc là ở vùng hạ sườn phải thì phải cẩn thận. Nhưng rất đau trên lâm sàng mà lúc thì đau trên rốn, lúc thì đau dưới rốn, lúc thì đau bên phải, lúc thì đau bên trái thì phải cẩn thận. Nó cứ lan rất cả mọi nơi như thế. Cho nên chắc chắn các bạn phải sử dụng thang điểm đau để đánh giá. Và chúng ta sàng lọc bằng các xét nghiệm cơ bản. Cơ bản là gì? Thứ nhất là các bạn đánh giá xét nghiệm máu, máu lắng CRP để loại trừ các tổn thương viêm. Thứ hai là các bạn xét nghiệm phân để tìm máu bẩn trong phân và tìm giun sán kim trùng. Thứ ba là các bạn xét nghiệm nước tiểu để loại trừ nhiễm trùng đường tiểu. Thứ tư là các bạn loại trừ các vấn đề liên quan đến gan, thận và tụy. Và thứ năm là sơ bộ với cái chẩn đoán siêu của các bạn. Nếu như tất cả những xét nghiệm này của các bạn bình thường mà không có các dấu hiệu như sút cân này hoặc các thứ thì các bạn có thể chẩn đoán nó là đau bụng mãn tính chất gì ạ? Chức năng. Thì đây là cái sơ đồ mà các bạn tiếp cận một bệnh nhân đau bụng mãn tính. Vào các bạn làm xét nghiệm máu, xét nghiệm nước tiểu, làm chẩn đoán hình ảnh. Nếu các bạn xác định thấy rằng một trong những tiêu chí này bất thường, tức là nó rơi vào nhóm thực thể. Nhóm thực thể thì lại đi làm xét nghiệm tiếp cho cái nhóm thực thể này và điều trị. Còn nếu như không thì các bạn sẽ chẩn đoán nó rơi vào một trong những thể rối loạn tiêu hóa chức năng dựa trên tiêu chuẩn RULM. Và từ đó thì các bạn sẽ đưa đến cái biện pháp điều trị cho bệnh nhân. Như vậy luôn luôn nhớ một em bé vào viện vì đau bụng mãn tính, câu trả lời đầu tiên là bệnh nhân này đau ở mức độ nào. Câu trả lời thứ hai là có nguyên nhân thực thể gì không. Câu trả lời thứ ba là có vấn đề gì về mặt ngoại khoa không. Nếu không có tất cả những thứ đó thì lúc đấy mới áp tiêu chuẩn RULM và điều trị. Vậy thì điều trị của cái đau bụng chức năng là gì? Tức là làm thế nào cho đứa trẻ nó hoạt động bình thường, không đỡ đau, bố mẹ nó vui vẻ. Đấy là mục tiêu. Và người ta đưa ra cái mục tiêu quan trọng nhất ấy, đó là chấn an và giúp sức khỏe. Chứ còn cắt được cơn đau, không đâu.
Lát nữa các bạn nhìn thấy trong các biện pháp điều trị, các đợt nóng ít lắm. Như vậy, trấn an là giai đoạn quan trọng số 1. Số 2 là chắc chắn rằng bệnh nhân được thăm khám đầy đủ. Loại trừ các vấn đề viêm giải phẫu sinh hóa mà, đúng không ạ? Rồi là gì ạ? Phải giải thích cho đứa bé rằng là đây nó đang cháu đang được làm xét nghiệm thế này, cháu không có bệnh, các vấn đề để cho nó hiểu và hướng dẫn bệnh nhân cũng như gia đình bệnh nhân chấp nhận cái chẩn đoán đó. Tôi nói thật với các bạn, trên thực hành lâm sàng cực khó luôn, giải thích mọi hormone một chẳng là tôi đồng ý không ạ? Thì đây là một cái sơ đồ mà người ta giúp cho chúng ta để định hướng được, để điều trị được. Nếu như chúng ta nói đến là bệnh nhân có các stress thì nó gây ra các cái kích thích ở trên cái đường ruột của bệnh nhân. Rồi bệnh nhân có những cái thay đổi về mặt sinh lý ở trong đường ruột thì nó gây ra một loạt những cái biểu hiện ở trên lâm sàng và nó thể hiện bằng các cơn đau. Các cơn đau này sẽ gia tăng bởi các sự kiện trong cuộc sống, bởi cái sự chăm sóc của đứa trẻ, bởi các cái vấn đề của lối sống, của sinh hoạt, của văn hóa. Thế mà nếu như em bé này được hướng dẫn cái cách đối mặt với cái đáp ứng với cái cơn đau đó thì nó sẽ đi theo cái hướng thứ nhất, đó là gì? Nó thích nghi được. Nó thích nghi được một thời gian biến mất luôn, nó lại bình thường. Còn cái nhóm thứ hai là nó không đi được thì nó sẽ dẫn đến rất nhiều các cái vấn đề. Do đó là người ta nhận thấy rằng cái việc thứ nhất mà chúng ta phải giải thích cho gia đình sau khi thăm dò là đây là một bệnh thường gặp. Thứ hai là đừng có bảo là cháu giả vờ. Nếu mà bảo nó giả vờ thì không được. Phải nói đúng, đây là đau thật. Nhưng cái đau này là do cái mẫn cảm của cháu nhiều hơn so với các bạn khác. Chứ đừng có bảo là nó giả vờ đấy không đau đâu. Thì là cả nó lẫn bố mẹ nó đều không nghe mình luôn. Đồng ý không? Cho nên cái nhóm này đi điều trị ở khoa công ai nhiều hơn khoa tôi là đúng không? Đúng không? Cái thứ ba nữa là ngay kể cả nó là bệnh lý chức năng, nhưng mà khi mà nó có các cái bệnh lý thực thể thì cái đấy nó sẽ bùng phát lên và mình phải điều trị những cái bệnh lý cấp tính đấy để giải quyết được cái vấn đề đó. Và rất là nhiều ông bố bà mẹ là gì ạ? Cho con ăn cháo liên tục, rồi là gì ạ? Ăn mềm, rồi là không vận động gì cả, nghỉ ngơi, không tập thể dục gì cả thì không được, nó chẳng nghi ngờ gì cả, cho nên vẫn điều trị à, vẫn tập bình thường. Và phải nói với bố mẹ rằng mục tiêu là đưa đứa bé về cuộc sống bình thường chứ không phải là cắt được cái cơn đau đấy. Còn cha mẹ và đứa trẻ là muốn chúng ta làm gì ạ? Cắt cái cơn đau. Còn cắt cái cơn đau không giải quyết được. Sau đó chúng ta phải dạy đứa trẻ cái cách mà để ứng phó với các cái cơn đau. Mà nhất là nếu như bệnh nhân của các bạn có những cái vấn đề liên quan đến các cái sức khỏe và sức khỏe tinh thần thì cái này các bạn phải hỗ trợ một cách tối đa cho những em bé đó. Và luôn luôn nói với bố mẹ rằng phải thông báo về cái tình trạng bệnh của con đối với thầy cô. Bởi vì các bạn nó đi học ở trường mà nó kêu đau bụng là đương nhiên thầy cô cho xuống y tế. Cho xuống y tế là gọi bố mẹ mang về. Bố mẹ mang về lại bằng đi khám. Nó thành một cái vòng luẩn quẩn. Và ở thế giới nó có những cái nghiên cứu cho mọi trẻ con, nó chứng minh rằng những cái đứa trẻ mà đau bụng chức năng này, số ngày nghỉ học của nó trung bình lên khoảng 2 tháng trong một năm. Nó nghỉ rất nhiều luôn vì nó cứ đau bụng. Nếu như mà không có công bố với lại cha mẹ, à không có công bố với thầy cô cũng như là nhân viên y tế ở đó. Vấn đề thứ hai nữa là chúng ta hướng dẫn người ta những dấu hiệu mà gợi ý thực thể như vừa nãy tôi có nói với anh chị, để người ta không, người ta lại bảo bác bảo chức năng rồi, bây giờ chắc vấn chức năng không đến, lúc đến nó thực thể là chúng ta có thể, đúng không ạ? Rồi đánh giá xem là các bạn đã đi học ở trường có vấn đề gì hay không, cũng như là dạy các em bé các kỹ năng để giảm đau. Người ta có sao nhãn, người ta có thôi miên, người ta có điều chỉnh hành vi nhận thức. Cho nên tôi mới bảo cái nhóm này nó điều trị ở khoa tâm thần thì nhiều hơn là vì như thế. Và người ta cũng đánh giá về các cái thuốc điều trị trên những cái em bé này. Thì người ta nhận thấy rằng là cái thư giãn là một. Cái thứ hai là cái liệu pháp hành vi thì có giá trị hơn so với thuốc. Và nếu như điều trị thuốc thì các cái thống kê trên thế giới người ta nhận thấy bác sĩ hay điều trị cái gì? Thứ nhất là bác sĩ hay điều trị các thuốc chống co thắt, tức là các thuốc làm giảm nhu động. Các bạn dùng Spagmarverin, Spagfon, rồi các bạn dùng Depidat, vân 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 vân. Tức là các bạn điều hòa cái nhu động. Thứ hai là các bạn, nếu như mà một số bệnh nhân thì các bạn lại bảo à cái đứa này chắc cho nó 2 tuần với PPI, các bạn xem triệu chứng nó có hết không.
Thì nếu như mà nó là những vấn đề liên quan đến tăng tiết axit thì nó sẽ đỡ. Còn nếu như nó không phải thì nó sẽ không đỡ. Thứ ba là các bạn điều trị các cái thuốc ở trong tâm thần. Ví dụ như các bạn dùng amitriptyline với cái liều rất là thấp để các bạn đánh giá cho bệnh nhân. Thế rồi là người ta sử dụng một số các cái dân gian. Nước thì dùng dầu bạc hà, nước thì dùng các loại thuốc. Và đặc biệt là người ta phải đánh giá về các cái khẩu phần ăn cho những cái đối tượng này. Vậy thì thứ nhất là người ta đánh giá về can thiệp hành vi. Thì trong một cái nghiên cứu, người ta đánh giá trên 200 đứa bé bị đau bụng mãn tính chức năng. Và người ta chia ra các cái giai đoạn để can thiệp. Thứ nhất là huấn luyện đứa bé cái kỹ năng để thư giãn. Thứ hai là hướng dẫn cha mẹ làm việc cho đứa bé. Thứ ba là xây dựng cái kế hoạch mà đối phó với cơn đau trên những em bé. Thì người ta nhận thấy rằng ở cái thời điểm mà lúc bắt đầu ấy, thì làm sao ạ? Thì những cái đứa nhỏ mà nó có cái mức độ đau ở cái nhóm mà can thiệp nó còn cao hơn cái đồng hồ đỏ của bạn so với lại cái nhóm bên đối trực. Nhưng mà sau thời gian khi mà các bạn hướng dẫn đứa trẻ hành vi nó thư giãn rồi làm việc theo cặp cứ hướng dẫn nó ứng phó đau, không có dùng thuốc giảm đau gì cả, thì cái mức độ đau của những đứa bé này nó đã giảm đi rồi. Để muốn nói đến nó là bệnh lý diện mang tính chức năng. Thứ hai là người ta còn làm về cái liệu pháp cho cả cha, cả mẹ và cả đứa trẻ bằng một cái thiết bị mà đánh giá trên internet, không có tiếp cận trực tiếp gì cả. Và người ta đánh giá các bạn nhìn thấy rất là dài với đứa bé cũng như là rất là dài với cha mẹ, hoàn toàn không có đánh giá gì liên quan đến thuốc cả. Thì người ta cũng nhìn thấy theo thời gian, tức là những cái đứa bé mà được huấn luyện, cha mẹ nó được huấn luyện tức là đối phó được với cơn đau, ứng phó được với cơn đau thì cái tỷ lệ nó giảm đi rất là rõ rệt. Thứ hai, biện pháp thứ hai là người ta thôi miên. Thế thì thôi miên thì các bạn nhìn thấy cái đồng hồ đỏ hay là người ta điều trị bằng cái thuốc thông thường. Cái đồng hồ xanh ấy là người ta thôi miên. Thì người ta nhìn thấy rằng là theo thời gian nếu mà thôi miên cho đứa bé thì làm sao ạ? Mức độ nặng của đau cũng giảm và tần suất đau của đứa bé này cũng giảm. Và sau đó thì người ta lại thiết kế ra một cái đĩa CD có thôi miên, tức là hàng ngày đứa nhỏ nó bật để nó nghe. Và một bên là phải đi đến gặp nhân viên y tế, những cái người mà biết làm về thôi miên để thôi miên đứa trẻ. Và người ta chia thành hai cái nhóm với hơn 200 các bạn ấy, người ta đánh giá. Thì người ta nhận thấy rằng là cả hai nhóm thôi miên thì đều giảm. Nhưng mà nếu mà gặp nhân viên y tế trực tiếp thì tốt hơn. Còn nếu mà nhóm mà không cần gặp nhân viên trực tiếp, cứ ở nhà 30 phút nghe thôi miên cái vấn đề đó, thì tần suất đau cũng như mức độ nặng của đau nó cũng giảm đi rất là rõ rệt trên nhóm này. Để muốn nói đến là chức năng người ta cũng có thể sử dụng những cái vấn đề đó. Và như ở đây thì các bạn đã nhìn thấy một cái sơ đồ người ta lý giải cho cái chuyện về đau. Thì người ta sẽ nhận thấy rằng cha mẹ phải có một cái nhật ký. Trong cái nhật ký này người ta đưa ra là các loại thức ăn, ví dụ như là đường, mỡ, protein, rồi thứ hai là các loại quả, rồi các loại thành phần khác. Thì người ta đánh giá được tất cả cái tác động của chất đạm, chất đường, chất béo trên cái cơ chế đau, trên cái tế bào MAPS trên bệnh nhân là như thế nào. Thế và khi người ta giải thích cho cái bệnh nhân bằng cái sơ đồ như này rồi thì người ta mới hướng dẫn gia đình là làm một cái nhật ký. Ví dụ đứa bé này ăn cái thực phẩm này thì nó sẽ gia tăng đau. Như thế này thì để người ta thải loại dần dần các thành phần ăn trên những cái vấn đề đó. Và các cái nghiên cứu trên thế giới thì người ta nhận thấy rằng bổ sung sơ thì làm giảm đau. Và một cái chế độ ăn người ta gọi là chế độ ăn không có FODMAP là yêu cầu buộc đối với những bệnh nhân mà đau bụng chức năng. Thứ nhất là không ăn các cái thực phẩm lên men. Thứ hai là không ăn các loại chất xơ mà có fructooligosaccharide hay galactooligosaccharide. Thứ ba là hạn chế các cái sữa hoặc là các cái thành phần mà nhiều đường lactose và fructose hay trong các loại quả chín. Thứ tư là phải bỏ tất cả những cái thực phẩm mà gì ạ, công nghiệp làm ngọt bằng những cái thành phần khác thì bỏ ra cho khỏi những cái chế độ này. Thì người ta cũng có những cái đánh giá về cái việc mà ăn bình thường với lại chế độ ăn giảm FODMAP. Thì người ta cũng nhận thấy rằng trên những cái em bé mà chế độ ăn không có FODMAP thì cái mức độ đau nó bị giảm đi rất rõ rệt, và cái mức độ sinh hơi ở trong cái cách thở nó cũng giảm đi rất là rõ rệt trên những cái đối tượng này. Như vậy rõ ràng là chúng ta chả có cái điều trị đặc hiệu gì cả, đúng không ạ? Thế rồi người ta đưa ra một loạt các loại thuốc.
Ví dụ như là opioid thì thế nào, ví dụ kháng serotonin thì sao, rồi chuyển hóa axit vật phối mật như thế nào, rồi các nhóm thuốc bên này thuộc về nhóm thuốc an thần kinh, rồi nhóm thuốc ở giữa này thì thuộc về các probiotic, các kháng sinh, thì để giải quyết cho các em bé như thế nào. Thì trong một phân tích gồm, người ta nhận thấy rằng nếu mà dùng cái dầu bạc hà thì làm giảm triệu chứng đi gấp hơn 3 lần. Dùng cyclohexidine thì làm giảm nguy cơ đau được khoảng 2,4 lần, làm giảm cường độ đau khoảng 3 lần khi mà người ta so sánh với cái nhóm chứng. Và các người ta cũng nhận thấy rằng là khi mà sử dụng những thuốc này điều trị, đánh giá cho bệnh nhân mà bệnh nhân gì ạ, có đáp ứng thì nó làm cải thiện cái chất lượng cuộc sống của bệnh nhân. Như vậy nó tùy thuộc vào từng bệnh nhân một để các bạn đưa ra được những cái biện pháp điều trị cho bệnh nhân. Một cái giải pháp khác nữa mà người ta sẽ điều trị trong đại bộ phận các cái trường hợp mà đau bụng chức năng, đó là người ta bổ sung các probiotic với mấy cái lý do. Lý do thứ nhất là người ta nói rằng có thể có rối loạn hệ vi sinh, cho nên nó cần phải cân bằng hệ vi sinh. Thứ hai là có thể nó tổn thương cái lớp chất nhầy do cái tình trạng đau bụng kéo dài. Như vậy cân bằng được cái hệ vi sinh thì cân bằng được lớp chất nhầy. Cân bằng được hệ vi sinh thì làm tăng tính thấm và hạn chế các cái vi khuẩn đi. Tiếp theo nữa là điều hòa một loạt các cái quá trình đáp ứng miễn dịch, đáp ứng viêm ở cơ thể. Và vì như vậy thì cho đến nay các bạn sẽ nhìn thấy một số các probiotic mà được khuyến cáo sử dụng cho những cái bệnh nhân mà đau bụng chức năng là một biện pháp hỗ trợ. Ví dụ như với cái chủng Lactobacillus chẳng hạn, thì các bạn có cái Lactobacillus lactanum V299V để dùng cho điều trị những bệnh nhân hội chứng ruột kích thích. Hoặc là các bạn có cái Saccharomyces boulardii trong điều trị những cái vấn đề tiêu chảy cũng như là các cái vấn đề đau bụng mà có liên quan đến các cái triệu chứng tiêu chảy. Hay là các bạn nhìn thấy Lactobacillus reuteri cho những cái nôn chớ trào ngược, thì người ta dựa trên những cái cơ chế này. Thế còn lại với những cái bệnh nhân đau bụng chức năng này thì bao giờ nó kết thúc? Thì cho đến nay người ta chưa có một cái nghiên cứu nào tiến cứu để người ta đánh giá xem cái đám trẻ đau bụng chức năng này bao nhiêu lâu sau thì nó bình thường. Nhưng mà khi người ta nhận thấy là ở dựa trên những cái nghiên cứu hồi cứu thì người ta nhận thấy rằng phần lớn các bệnh thực thể về mặt sau này nó không thể hiện bằng các cái dấu hiệu của hội chứng ruột, của cái đau bụng chức năng nếu các bạn áp đúng cái tiêu chuẩn mà các bạn đang làm ở đây. Và sau khi mà bệnh nhân được chẩn đoán đau bụng chức năng rồi thì cái việc mà theo dõi cho bệnh nhân ở những cái giai đoạn tiếp theo đấy vẫn cần thiết để cho chúng ta loại trừ được cái vấn đề đó. Nhóm thứ ba của các bạn là nhóm táo bón. Thực ra thì các bạn đã được học bài điều trị táo bón trong chương trình của Y4 rồi. Nên ở đây thì tôi chỉ hướng dẫn các bạn ở phương diện chẩn đoán cũng như là hướng dẫn các bạn ở phương diện điều trị thôi. Còn tất cả các bài các bạn đọc ở trong sách. Thì đây là cái tiêu chuẩn Rome để đánh giá bệnh nhân táo bón trên 4 tuổi. Ở đây chúng ta nhớ là trên 4 tuổi. Cái tiêu chuẩn mà không có nguyên nhân thực thể gây táo bón rồi 2 trong số 6 tiêu chuẩn thì nó giống in trang như nhau. Đồng ý không ạ? Cái tiêu chuẩn thứ ba là nó phải kéo dài ít nhất trên 1 tháng. Và tiêu chuẩn thứ tư là nó phải phân biệt được với hội chứng ruột kích thích thể tiêu chảy. Thì trong trường hợp này các bạn mới chẩn đoán nó là táo bón chức năng. Thế thì để chẩn đoán táo bón chức năng thì các bạn bắt buộc phải sử dụng thang điểm. Chúng ta gọi là thang điểm Bristol. Thì trong cái thang điểm Bristol ở đây thì các bạn sẽ nhìn thấy nó phân từ tầng từ tuyếp 1 đến tuyếp 7. Tuyếp 7 là phân bắt đầu là cái dưỡng chất mà sau khi ăn ở trong đường ruột bắt đầu xuống lên đại tràng thì nó ở tuyếp 7. Sau đó thì nó đi dọc theo khung đại tràng thì nó sẽ được hút sạch nước đi và sẽ đặc dần. Thì như vậy tuyếp 5 là sẽ là phân ở bọn trẻ nhũ nhi, tức là bọn trẻ bú sữa mẹ hoặc ăn sữa công thức hoặc ăn bổ sung. Nếu như mà bọn trẻ bú sữa mẹ hoặc ăn sữa công thức tuyếp 4 thì các bạn đã được chẩn đoán nó là táo bón rồi. Để các bạn phân biệt với cái thằng dyskinesia bên kia là 3-4-5 ngày nó đi ngoài một lần nhưng nó vẫn đi phân tuyếp 5, tuyếp 6. Còn nếu như 3-4-5 ngày nó đi một lần mà nó đi phân tuyếp 4 ở cái nhóm trẻ dưới 4 tuổi thì phải bằng với táo bón nhá. Còn lại, quên nhóm trẻ bú sữa mẹ, tôi xin lỗi, hoặc là ăn sữa công thức. Còn lại để chẩn đoán táo bón thì các bạn phải có tiếp 1, tiếp 2 và tiếp 3 của thang điểm Bristol. Đấy là tiêu chí về tính chất phân. Một trong những cái dấu hiệu mà các ông bố bà mẹ đưa các em bé đến khám mà các bạn sẽ chắc chắn phải kiểm tra cái hormone trực tràng của đứa bé, đó là ông bố bà mẹ bảo mỗi lần nó đi ngoài nó lại ngồi xổm xuống.
Thứ hai là gì ạ? Nó cứ khóc khi nó đi đại tiện, rồi nó chéo hai cái chân nó lại, rồi nó gồng cứng người nó lên, rồi nó chạy trốn. Thì trong trường hợp đấy là những cái biểu hiện của táo bón, chứ không phải là đứa trẻ nó muốn dặn đâu. Và các bạn đừng quên kiểm tra cái hộp môn của nó, xem nó có cái rách hộp môn, cái hộp môn không. Vì thông thường những cái đứa nhỏ mà bị sợ đi ngoài như thế này thì nó hay có cái tổn thương ở vùng hộp môn trực tràng. Thế thì mục tiêu của cái điều trị táo bón thì các bạn biết rồi, khi mà cái phân nó tích ở bên trong kia thì nó rối loạn cái cơ thắt trong và rối loạn cái cơ thắt ngoài. Ở những đứa trẻ mà đã có hành vi đi đại tiện được huấn luyện rồi bỗng dưng sóng phân thì người ta lý giải là cái cục phân rắn nó rắn ở bên ngoài rồi, nó làm cho cái nhũ chất bên trên nó thấm xuống bên dưới, cho nên là đứa trẻ nó vẫn cứ sóng phân ra. Ở đây chúng ta gọi là sóng phân do táo bón, còn sóng phân không kiểm soát chức năng thì nó rơi vào nhóm khác, tôi không có dạy đây. Thế và vì như vậy thì mục đích của mình là mình sẽ phải đánh giá đứa trẻ. Bởi vì trong trường hợp này, thứ nhất là đứa trẻ nó giữ phân vì nó sợ đau. Thứ hai là làm sao ạ? À? Khi mà nó nhịn rất là lâu như vậy rồi thì nó rối loạn cái cơ thắt trong hậu môn và cơ thắt ngoài hậu môn. Rồi do nó đi ngoài bằng cái phân rắn cũng như là làm cho đứa trẻ nó khó chịu, cho nên dẫn đến những hiện tượng đó. Do đó mình phải làm thế nào để hồi phục được cho đứa trẻ đi ngoài bình thường, tức là đi phân mềm và không đau. Thứ hai là nếu sóng phân thì hết sóng phân. Và thứ ba là phải ngăn ngừa cái việc tái phát đấy. Vậy thì các bạn phải điều trị cái gì? Vì là bệnh lý chức năng cho nên phải có giáo dục. Giáo dục cho cha mẹ. Cái thứ nhất là đây không phải là bệnh lý thực thể, đây không phải là bệnh lý ác tính. Cái sợ đi ngoài là cái vấn đề mà liên quan đến cái phân cứng, đến cái đau của hóc môn khiến cho đứa trẻ nó bị như vậy. Rất nhiều bố bà mẹ đánh đứa con khi mà nó lớn đùng như thế rồi nó lại còn cứ xoắn phân. Thế thì phải nói rằng đây không phải là cái sự không chú ý của đứa trẻ, mà bây giờ phải hỗ trợ cho đứa trẻ để nó đi ngoài được, nó không còn cái hiện tượng xoắn phân đấy nữa. Giải thích cho người ta về thói quen cần thay đổi, đó là bổ sung chất xơ, uống nhiều nước, tập đi đại tiện. Nếu như 4-7 ngày em bé không đi ngoài rồi thì chắc chắn phải thụt phân, còn nếu không thì sẽ phải gì ạ? Cho em bé. Vậy thì người ta chia ra là 3-5 ngày đầu tiên là giai đoạn tháo sổ phân cho đứa trẻ, 6-12 tháng sau là giai đoạn điều trị duy trì. Và gì ạ? Trong cái duy trì này là chúng ta nhìn thấy không ạ? Dùng thuốc hiện tràng rất là dài, rất là dài luôn. Cho các bạn trong 1 tháng, 2 tháng không ăn thua, các bạn phải xác định được cái mức độ táo bón của đứa trẻ để xác định được cái khoảng thời gian đứa bé nó sẽ phải uống thuốc hiện tràng. Rồi là gì ạ? Chế độ ăn thế nào, tập đi đại tiện như thế nào và phòng tránh như thế nào. Khi mà em bé đã đảm bảo được cái việc nó đi ngoài bình thường rồi thì các bạn cũng phải gì ạ? Cắt thuốc một cách từ từ, chứ các bạn cắt đến rồi bắt nó lại táo bón trở lại không được. Như vậy phải cắt từ từ, rồi duy trì chế độ ăn và chất xơ cho các em bé. Thì ở đây là cái cách để mình tính cái tổng lượng nước đứa bé nó cần. Đây là công thức để mình tính cái lượng chất xơ cho đứa bé để đảm bảo được cái lượng chất xơ cho các bạn đấy khi mà các bạn đấy đi ngoài. Thứ ba nữa là mình phải giải quyết cho cha mẹ bằng cách là hướng dẫn động tác đi đại tiện. Thì đây là cái cách mà các bạn hướng dẫn cho bệnh nhân. Hướng dẫn cho bệnh nhân đi đại tiện thì nó sẽ rất là quan trọng cho cái vấn đề này. Bởi vì nếu các bạn hiểu được cái chuyện đó, các bạn hướng dẫn được người ta thì cái động tác đi đại tiện của đứa trẻ, các bạn nhìn thấy cái tư thế nó ngồi, nó sẽ làm cho cái trực tràng nó dọc thẳng xuống, không tổn thương vùng hậu môn trực tràng. Cho nên cái việc hướng dẫn cho cái đứa bé nó đi đại tiện phù hợp là việc cần thiết. Thứ tư là thuốc. Vậy thì các bạn chọn thuốc gì? Trước đây thì chúng ta rất hay thụt, nhưng bây giờ thì chúng ta ít thụt rồi. Và chúng ta luôn luôn nhớ là thuốc thụt chỉ dành cho giai đoạn tháo sổ phân thôi, chứ không dùng thuốc thụt để điều trị duy trì. Duy trì là phải bằng thuốc uống. Tùy theo các bạn chọn polyethylene glycol 3350, các bạn đang quen trên thị trường Eliampep, các Inpong, rồi Comtipac. Hoặc các bạn dùng polyethylene glycol 400 với sản phẩm Forlux, hay là các bạn dùng Lactulu rồi thì tùy. Nhưng các bạn có thể nhìn thấy rằng với cái liều của tháo sổ phân, tức là giống như liều mà bác sĩ chúng tôi hay dùng để làm sạch đại tràng cho bệnh nhân đi soi đại tràng vậy, tức là liều phải rất là cao. Đầu tiên là phải cung cấp thông tin cho người ta để người ta dùng đủ cái liều cao đấy, tháo hết cái phần đó đi đã. Sau đó thì các bạn đến giai đoạn duy trì, thì các bạn sẽ nhìn thấy các cái thuốc duy trì của mình tùy
Với PET thì các bạn dùng 0,3, 0,5, thậm chí 0,8 gram cho một cân nặng trong một ngày. Với lactulose của các bạn thì từ 1 đến 3ml cho một cân nặng. Cho nên các bạn dùng một nửa gói, các bạn dùng một gói, các bạn không tính đủ thì nó không có tác dụng gì đối với bệnh nhân. Thì đấy là cái thuốc nhuận tràng mà các bạn phải dùng. Ngoài ra thì các bạn có rất nhiều các cái thuốc nhuận tràng khác. Như vậy sau khi trẻ đi ngoài được ít nhất 3 lần một ngày thì thời gian duy trì phải ít nhất 6 tháng. Như vậy để chúng ta tính tổng thời gian chúng ta giải thích cho cha mẹ và không ngừng thuốc đột ngột. Nhất là những đứa bé có phóng phân thì đừng có mang nó gửi cả khám bác sĩ tâm lý làm gì cả. Việc đầu tiên là tống cho nó hết cái phân đi đã. Thứ hai là nó đi ngoài hàng ngày, nó giải quyết được thì nó sẽ bớt phóng phân. Còn nếu trong trường hợp đấy của các bạn mà nó vẫn không đỡ thì sẽ phải khám lại bởi các bác sĩ chuyên khoa, người ta sẽ có một cái đánh giá thêm cho em bé. Như vậy thì các bạn thấy rằng rối loạn tiêu hóa chức năng là vấn đề khó, là một vấn đề thường gặp ở trẻ em với cơ chế bệnh sinh thì phức tạp, là một bệnh có đa yếu tố. Chỉ chẩn đoán rối loạn tiêu hóa chức năng khi các bạn đã loại trừ nguyên nhân thực thể và chúng ta hiểu rằng chúng ta không có biện pháp điều trị đặc hiệu, cho nên chúng ta điều trị theo cá thể và tùy thuộc theo từng bệnh nhân để các bạn có thể giải quyết được.